Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn chị Hương Đoàn nha. Hôm nay quay trở lại Em giao lưu chào voi hoa dĩ em. Mỹ dáng rất là đẹp nha bà con. Lắc lượng, cây thì siêu đẹp, siêu to. Em sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với chị Hương Đoàn ạ. Em chào chị. Dạ, em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương Đoàn em. Em cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã ủng hộ nhà vườn em cùng với kênh của anh Liêm. Số điện thoại của nhà vườn em là 0939421599. Số điện thoại có game trên màn hình nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chốt đơn thì ủng hộ em qua số đó ạ. Đầu tiên thì em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 1. Mã số 1 thì cây phôi giấy Mỹ, cây này có hoành cổ là 32, sổ đế 45. Cây này là cây một rễ mà mình một rễ lắc lượng tán tròn quay nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích một rễ dáng trực tán tròn thì ủng hộ em ha. Mã số 1 em giao lưu là 650.000, 650.000 bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo em lên mã số 2. Mã số 2 là một cây mini bonsai nha cô chú anh chị, mà cây này cũ đặt mà. Cây này nó có hoành cổ là 25, sổ đế của cây này là 40, cây này em giao lưu là 180 nha cô chú anh chị. 180, nói chung là cây này là nhỏ dễ thương nha cô chú, không có bự, 180. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 3. Mã số 3 thì cây này là một cây to lắm. Nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 56, mã số 3. Cây này em giao lưu là 400 nha cô chú anh chị. 400 bao ship, cây này tặng bay luôn. 400 ạ. Tiếp theo lên một con dáng trực to bự khủng luôn nha cô chú anh chị. Mã số 4. Ủa, đúng rồi, mã số 4 nó hơi lộn luôn. Mã số 4 là một cây dáng trực, tai tán của nó là tán nguyên thủy nha cô chú anh chị. Tàn nguyên thủy, nói chung là hồi đó là sao giờ vậy đó. Đẹp dữ lắm luôn. Cái mã số 4 nó có hoành cổ là 32, sổ đế là 50 nha cô chú. Một cây dáng chặt em giao lưu là 480.000, 480.000, cây này lực nha cô chú anh chị. 480 bao ship cho mã số 4 ạ. Tiếp theo lên mã số 5. Mã số 5 thì cây này nó có hoành cổ là 30, một cây dáng quái gục đầu, hoành cổ 30, sổ đế là 55, cây này em giao lưu là 250 ạ. 250 bao ship luôn ạ. Tiếp theo lên mã số 6. Mã số 6 thì cái này nó có hoành cổ là 28, sổ đế là 45. Mã số 6 thì cây này dễ thương cô chú anh chị, cây này 250 ạ. 250 cho mã số 6. Tiếp theo lên cây này, cây mã số 7. Mã số 7 thì cái này có hoành cổ là 25, sổ đế là 44. Mã số 7 thì con này mini dễ thương cô chú anh chị, tông đẹp 220. 220 luôn. Tiếp theo em lên cây này là một cây dáng trực mã số 8. Cây này thì có hoành cổ là 28, sổ đế 47, cây dáng trực cho cô chú anh chị. Cây này là 250 bao ship, 250 ạ. Tiếp theo em lên mã số 9. Mã số 9 thì một cây dáng trực, tông này thì tông quái nha cô chú. Tai tán thì còn rất là nhiều. Cây này có hoành cổ là 30, sổ đế là 50. Mã số 9 em giao lưu là 350.000, 350.000. Tai tán còn nhiều, giờ mình tập ghép cũng được nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này mã số 10. Mã số 10 thì cây này cây đẹp nè, tông đẹp nè cô chú anh chị. Mã số 10 có hoành cổ là 37, hoành cổ 37, sổ đế là 57 nha cô chú. Cái là một con tông thấy đẹp, con này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480 ạ. Mã số 10 là 480 bao ship ạ. Tiếp theo em lên mã số 11 ạ. Mã số 11. Ôi, cây này cây một rễ nha cô chú. Cây một rễ mini dễ thương. Lâu lâu mới thấy con cây nè, mã số 11 nó có hoành cổ là 23, sổ đế là 39. Cô chú anh chị nhìn cái ha, nó có một rễ mà nó uốn lại thành một cục thôi cô chú. Cây này em giao lưu là 200. 200 bao ship ạ. Dễ thương quá trời. Tiếp theo lên mã số 12. Mã số 12, cây này là cây phôi lực nha cô chú. Cây này thì có hoành cổ là 29, sổ đế là 45, cây phôi lực. Mấy cái cây này thì tai tán của nó còn nhiều cô chú anh chị. Cây cô chú anh chị mình mua về tập ghép cũng được nữa. Cây này thì có 300 à. Mã số 12 là 300 bao ship ạ. Tiếp theo lên mã số 13. Mã số 13 lại là một cây một rễ quái nha cô chú anh chị. Cây này thì đẹp xuất sắc hơn cây nãy nữa nè. Mã số 13 có hoành cổ là 20, sổ đế là 48, một rễ quấn quái lên nè cô chú. Cô chú anh chị thấy ha, mà bộ rễ của nó là đế nôm luôn nha. Cây mã số 13 em giao lưu là 280.000, 280.000. Nói chung là cây dáng đẹp nên giá nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu nha cô chú. Tiếp theo em lên cây số 14. Cây số 14 thì cây nãy có hoành cổ là 29, sổ đế là 55. Một cây dáng bay cô chú anh chị ơi, dáng bay mà mấy hai cọng rễ của nó đặt quẹo nè. Cây này thì 260.000, 260.000 cho cây dáng bay bao ship luôn ạ. À.
Tiếp theo em lên mã số 15. Mã số 15 là một cây một rễ. Cây một rễ này có cái cốt thẳng lên nha cô chú. Cây này thì có vành cổ là 26, sổ đế của cây này là 43, tổng cao là 1 mét nha cô chú anh chị. Mã số 15 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300, 300 cho mã số 15. Tiếp theo em lên mã số 16. Mã số 16 thì cây này nó có vành cổ là 27, sổ đế là 63. Mã số 16 là một cây dáng trực tông quái 250 ạ. 250 bao ship nha cô chú anh chị. Cây này to hơn giá tiền luôn á cô chú. 250 à. Tiếp theo lên mã số 16. Mã số 16 lại là một con dáng trực dễ. Ủa 17 chứ. Mã số 17 nha cô chú, em xin lỗi. Mã số 17 lại là một con dáng trực nha cô chú anh chị. Mã số 17 có hoành cổ là 29, sổ đế là 45. Cây mã số 17 em giao lưu là 260.000. Cái chia tay của nó rất là đều nha cô chú, 260. Tiếp theo em lên mã số 18. Mã số 18 thì con này có tai tán rất là đẹp nè, bộ đế thì đế quái, có hoành cổ là 28, sổ đế là 44. Mã số 18 em giao lưu là 270.000. 270.000, con này là tàn đẹp nha cô chú. Tiếp theo lên một con mập thù lù luôn. Con này thì nó có mã số 19, đế đặt dáng trực, hoành cổ 34, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu là 400 nha cô chú anh chị. 400 cô chú anh chị mua con này rất là xứng đáng đồng tiền luôn nha cô chú. Bộ đế đó là. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 20. Mã số 20 thì cây này nó có hoành cổ là 42, hoành cổ 42, sổ đế của cây này là 53. Mã số 20 em giao lưu với cô chú anh chị mệnh giá cực kỳ mềm luôn, 450 à. 450 cho con này luôn nha cô chú anh chị. 450 vành cổ 42 khá là to luôn nè. Tiếp theo em lên mã số 21. Mã số 21 thì cái nãy có vành cổ là 25, sổ đế là 45. Mã số 21 này là tông quái cũ đặc nha cô chú. Cái này 250. 250 bao ship luôn ạ. Tiếp theo em lên mã số 22. Mã số 22 con này là con mà sổ đế dài mà to nha cô chú. Mã số 22 có hoành cổ là 33, sổ đế là 60. Cây này em giao lưu là 340.000. 340.000 giá tiền so với con này là dễ mua lắm á cô chú anh chị. Tại vì cái tông này nó tới 3 chậu nè. Mà cây này nó bự nữa, có 340.000. Rồi tiếp theo một con cũ đặc luôn. Rồi được rồi. Một con cũ đặc sửa lại dáng của nó nghe cô chú anh chị. Cây này đẹp nha. Cây này cô chú để ý kỹ ha. Cây này nó giống mấy cái cây cổ thụ nha cô chú anh chị. Bộ đế cổ thụ nè. Mã số 23 thì cây này có hoành cổ là 37, sổ đế là 50. Tai tán của nó thì tròn quay luôn. Cây này nói chung là lâu lâu mới thấy được cây nha cô chú. Cây này em giao lưu là 500. 500 bao ship. Cây này nó già lắm mà cô chú anh thấy, chị thấy cái bộ rễ nó là biết nó già ha. Tiếp theo em lên mã số 24. Mã số 24 thì cây này tông quái à. Nó có hoành cổ là 25, sổ đế là 50. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 220 thôi ạ. 220 bao ship cho con này nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 25. Mã số 25 thì cây này có hoành cổ là 30, sổ đế là 43. Con to bự lực luôn, bán chi ăn với cô chú anh chị mình 300 luôn ạ. 300 bao ship nha cô chú anh chị. Con này thì bao cho cô chú anh chị mình từ 7 tới 8 kg luôn. Tiếp theo em lên cây này là một cây dáng bay tông quái. Cây này mã số 26, có hoành cổ là 28, sổ đế là 53. Con này giao lưu với cô chú anh chị mình là 300 ạ. 300 một con dáng bay nha cô chú anh chị. Dáng bay, bộ đế quái. Tiếp theo em lên là cây một rễ. Một cây một rễ. Cây này mã số 27 có hoành cổ là 28, sổ đế 45. Một cây một rễ tay tán tròn dáng trực luôn. Cây này thì 270.000. 270 bao ship luôn ạ. Tiếp theo em lên cây này mã số 29. Mã số 29 thì cây này có hoành cổ là 30, sổ đế là 58. Con to bự lực có 270. Dài. Anh có ghi lộn giá không? Anh có 270 à. Tiếp theo em ghi lên con này là mã số 30. Mã số 30 thì cây này nó có hoành cổ là 34, sổ đế là 48. Mã số 30 một cây dáng trực to lực đó cô chú anh chị. Con này 240.000, 240.000 chuẩn dáng trực luôn, đứng thẳng băng luôn. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 31. Cây này thì có hoành cổ là 27, sổ đế là 50. Mã số 31 cây này nó tông cười thiệt chứ. Cái này có 200 nha cô chú. 200 bao xiết.
Còn cái tay nó xòe như cái cánh quạt luôn nè. Tiếp theo em lên một cục dễ thương. Cây này là cây dễ thương nha cô chú. Cây này mã số 32 hoành cổ 30, sổ đấy là 50, 250 luôn ạ. 250 cho một cục này luôn cô chú anh chị ơi. 250 cho mã số 32. Tiếp theo lên mã số 33, mã số 33 này cây tập ghép nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 27, sổ đấy là 48, cây này 170. 170 cho mã số 33. Tập ghép cây này có hai cọng rễ nha. Hai cái cọng rễ cũng có duyên quá nè. Tiếp theo là mã số 34, mã số 34 lại là một cây dáng trực mà cây này tông đẹp quá nè cô chú. Cái này là có mã số là 34, hoành cổ là 26, sổ đấy là 45. Cây này thì em giao lưu là 240.000, 240.000 cô chú anh chị để gì nè. Mới đúng rồi, 240.000. Tiếp theo là mã số là 35. Mã số 35 thì cây này có hoành cổ là 28, sổ đấy là 48. Con này to bự lực. Ôi con này đẹp nè, có 260.000 cô chú anh chị ơi. Đẹp to 260.000. Nguyên cái cục rù nữa cô chú anh chị thấy không? Nó lên xù quá nè. Tiếp theo này em lên cây này là một cây một cục đặc luôn. Mã số 36 có hoành cổ là 33, sổ đế là 50. Cây này thì 300 ạ. Một cục đặc nha cô chú anh chị. Đặc quẹo luôn mà tai tán của nó rất nhiều mà có 300 nè. Tiếp theo là mã số 37. Mã số 37 một cây dáng trực nha cô chú anh chị. Cây này sẽ có hoành cổ là 26, sổ đấy là 46. Mã số 37 là 240.000, 240.000. Mấy cây dáng trực này là mình dễ ghép lắm cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mới tập ghép, mới tập chơi cây thì mua cây dáng trực á. Tiếp theo thì em lên cây mã số 38. Mã số 38 thì có hoành cổ là 28, sổ đế là 55. Mã số 38 thì em giao lưu với cô chú anh chị con to bự lực, con này 250 rồi cô chú ơi. 250 bao ship cô chú anh chị thấy gì cái nó lực lắm nha. 250 cho mã số 38. Tiếp theo là mã số 39, mã số 39 là cây một rễ, cây này cuối clip nên em chỉ ăn nha cô chú anh chị. Mã số 39 có hoành cổ là 27, sổ đế của cây này là 45, cây này em chỉ ăn 190.000 thôi cô chú anh. 190.000 bao ship cho mã số 39. Mã số 39 là mã số cuối clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, em xin chào ạ. Dạ, cảm ơn chị Hương, xin chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.